Chào cả lớp. Video này Trần khá hướng dẫn các bạn cách chúng ta ghim chuyển âm thanh từ đàn sang dạng âm thanh lớn ha. Thì các bạn sẽ sử dụng hai cái dây rắc 6 ly để ghim ngay chỗ cái chữ nào các bạn ghim phía sau cái đàn là cái chữ output đó. Output ha, bên L bên R mà bên L sẽ L cộng R ha. Thí dụ trường hợp các bạn phải ghim hai dây ra mới đủ ha, đủ file. Còn nếu các bạn nếu mà có lỡ có sợi dây à, chúng ta sẽ ghim bên L sẽ R luôn, bên đó luôn ha. Cái chỗ này hai là hai lỗ này à, thí dụ có một dây thì bạn ghim bên L sẽ R luôn. Trường hợp nếu một dây á, còn nếu không á thì những cái đàn mà từ dòng Yamaha dòng S90 độ xuống á, các bạn có thể ghim một dây á, thì bạn ghim ngay cái lỗ phone này qua âm thanh luôn, chúng ta không cần ghim đó ra, nó vẫn ra âm thanh bình thường được rồi. Cái đó là trường hợp những cái dòng S90 về trước ha. Còn bây giờ thí dụ các bạn sử dụng 770 đổ lên thì nó sẽ có một hệ thống tắt tắt hai cái loa đàn của các bạn trong quá trình chơi nè ha. Thí dụ các bạn ghim ra âm thanh lớn, đa số là các bạn bắt buộc phải dùng cái rack 6 ly để chúng ta ghim vào cái lỗ phone để chúng ta khóa khóa hai cái phone cái loa của đàn để chúng ta nó không phát ra âm thanh của các loa nữa. Rồi chúng ta chỉ phát ra âm thanh ngoài không à. Thì nếu mà các bạn nếu mà để âm thanh lo nó phát trong cái đàn nó phát ra, các bạn chơi bắt đầu cũng không có nghe cái âm thanh từ cái lo này thì nó nhỏ so với cái âm thanh lớn ở ngoài. Âm thanh ở ngoài thì nó âm thanh lớn ha, chúng ta nghe. Mà nếu mà phát ra hai cái lo này nữa thì cái đàn rất là mệt. Trong khi các bạn có thể đánh show, một show có thể 5 7 tiếng, 7 8 tiếng liên tục thì hai cái lo đàn nếu mà về sau á nó sẽ mà rất là dễ hư, cho nên là các bạn không nên phát đây mà chúng ta sẽ sử dụng một rắc 6 ly chúng ta gắm vào đây để mà khóa hai cái loa lại trong quá trình các bạn mà phát âm thanh lớn ra. Rồi ok ha. Bây giờ á, còn trường hợp với dòng 770 đổ về sau thì các bạn không có sử dụng cái nút 6 ly để cắm vào đây nữa, không có khóa nó nữa, mà chúng ta sẽ sử dụng cái chức năng chỉnh ở trong cái đàn. À thì bây giờ mình sẽ chỉ các bạn cái chức năng này cách chỉnh sao. Bây giờ á, cái đàn này mà chú ý nè ha. Này là cách để mà khóa hai cái loa mà không cần phải dùng đến cái rắc khóa cái loa đây. Ok rồi, ở cái đàn các bạn bấm chữ full xanh cho mình, full xanh đây ha, nhấn vô nút full xanh. Rồi trên cái đàn các bạn sẽ nhấp vô cái chữ là utility. Ok ha. Rồi ở đây các bạn chú ý nè, ở nó mặc định nó là config 1, các bạn tap qua bên một cái cho nó qua config 2. Config 2 thì các bạn chú ý nhìn dưới đây nè, nó sẽ có mặc định của chúng ta ba cái headphone on và off. Headphone là để các bạn chọn mặc định, headphone là để khi các bạn ghim cái tai phone á vô ngay vị trí ở đây nè thì nó sẽ nghe cái trên hai cái, nghe cái, trong cái phone thôi. Ok ha, cái này là chọn headphone. Còn dưới là on, dưới off. Ha, các bạn di chuyển lên on off ra dưới này ha. On á thì các bạn ghim vào âm thanh ngoài á thì nó vừa ra loa mà nó vừa ra âm thanh ngoài luôn. Còn nếu các bạn chọn cái chế độ off thì nó tự động nè, nó sẽ tắt cái tiếng đàn đi nè các bạn, tắt đi nè. Nếu như chọn off thì tiếng âm thanh lo này sẽ bị tắt. Mà nếu mà ghi ra ngoài rồi thì âm thanh ở ngoài nó vẫn phát bình thường. Cái chế độ off này nha. Thì có nghĩa là off này là chúng ta chọn cái chế độ tắt hai cái lo. À, không cần sử dụng cái rắc ghim vô cái khóa cái lo phone nữa. Ok ha. Vậy rồi. Đó. Chọn off. Các bạn nhớ chú ý ha. Các bạn thử chọn gì, chọn mặc định của nó. Khóa thì chúng ta chọn chế độ off. Còn headphone là chọn chế độ mà các bạn ghim cái vô cái lo phone này đây nè, để chúng ta nghe, chúng ta đào một mình nghe một mình á, nó sẽ không ra cái lo này nữa mà chúng ta nghe tai phone thôi. Ok ha. Rồi lại có cách rồi, các bạn chú ý nè, ngay chỗ cái phần mà config 1 á, đây mình sẽ nói thêm trong cái clip này luôn, đó là các bạn chỉnh thời gian cái đàn tự tắt. Có cây đàn thì chỉnh được, có cây đàn không chỉnh được nha các bạn, không phải cây nào cũng chỉnh được. Rồi bây giờ cái đàn mà nào chỉnh được thì các bạn vô cái mặc định của đó giống như nãy ha, nhấn chúng ta nhấn full xanh nè, rồi nhấn vô utility nè đây ha. Rồi mà điểm thí dụ nó nằm ở config 1 á thì ở phía dưới này nè các bạn thấy không, tại nó chưa lấy nét được cái này, chỗ này đây, từ nó lấy nét rồi đó. Rồi các bạn thấy cái mục 4 này nè, auto bogo off là có nghĩa tự động tắt đàn, nó ở chế độ 30 phút này các bạn thấy không, nó của mình nó ghi 30 phút nè, có nghĩa mình đã chỉnh chế độ là 30 phút là cái đàn, nếu mình không sử dụng cái đàn nữa mình trong mình lỡ đi đâu mình quên tắt đàn á thì trong vòng 30 phút nó sẽ cái đàn nó sẽ tự tắt ha. Các bạn muốn chỉnh đi cái thời gian khác cũng được, thì ở dưới đây nè bạn chọn, bạn bấm xuống cái thư mục đó đi, bạn nhấn cái nút AB này nè, di chuyển xuống ngay chỗ tô đen, ngay chỗ auto bo off nè ha, các bạn chỉnh cái thời gian đó đi.
ở đây là nó là 30 phút, các bạn có thể giảm bớt cũng được, nhấn này giảm bớt nè, đó, chỉnh lại chế độ thời gian. Còn nếu mà các bạn không ấy thì coi như là nó sẽ không tắt luôn, nó ấy hoài. Còn đa số thì chúng ta chọn ở chế độ 15 phút thôi, tại vì không ai mà bỏ cái đàn trong vòng mà nửa tiếng để nó không không vậy, thế nó phí lắm, tốn điện với lại hao cũng cái sức lực của cái đàn lắm. Dạ ha, các bạn thường chọn 15 phút là được rồi. Còn các bạn muốn chọn 30 phút cũng được, còn không chọn thì nó không tắt nha. Nên chúng ta nên chọn chế độ tự động tắt, nó đảm bảo cho các bạn hơn vì cái việc điện hay là nguồn á, để lâu quá nhiều khi mà chúng ta quên á là nó sẽ cháy áo rất to, nóng quá nó cháy áo rất to, hoặc không thôi lạnh nhiều khi nó cháy IC nguồn. Rồi, nó rất nguy hiểm nha, cái nào chế độ ha. Đó là cái cách á. Dạ, ok. Vậy là xong clip ha. Rồi. Chào các bạn.